Top 15 giống chó đắt nhất thế giới. Từ xa xưa đến nay, chó là con vật nuôi phổ biến của con người, là người bạn trung thành và hoạt bát. Chính vì sự khôn lanh, trung thành và tinh nhanh của những chú chó mà cho đến tận ngày nay, đây vẫn là vật nuôi yêu thích của nhiều gia đình. Với những người yêu chó hoặc đam mê loại thú cưng này, nhiều người sẵn sàng bỏ tiền tỷ để sở hữu những chú chó trong mơ. Nào, ngay sau đây mình cùng khám phá những chú chó đắt nhất thế giới nhé! Đầu tiên, đó là chó ngao Tây Tạng của Trung Quốc, dòng chó quý hiếm và có giá 100 tỷ. Chó ngao Tây Tạng là dòng chó có nguồn gốc từ vùng cao nguyên Tây Tạng của Trung Quốc. Dòng chó này nổi bật bởi vẻ ngoài cực to lớn, lông đẹp, xù và rất hung dữ. Dòng chó ngao còn nằm trong danh sách các dòng chó nguy hiểm nhất thế giới, được mệnh danh giống như là chúa tể của vùng cao nguyên và có vẻ bề ngoài gần giống với sư tử. Với giống chó ngao Tây Tạng đẹp và quý hiếm nổi bật như chú chó ngao ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc, còn được định giá lên đến 100 tỷ đồng. Và hiện tại thì chú chó này vẫn giữ ngôi vị kỷ lục con chó mắc nhất thế giới. Trong nước ta, chó ngao Tây Tạng chỉ là chó dành cho giới đại gia, siêu giàu, có mức giá có thể dao động từ 1 đến 2 triệu đô một chú chó thuần chủng. Đứng ở vị trí thứ hai là chó Phú Quốc, dòng chó Việt Nam có giá từ 12.000 đến 15.000 đô la Mỹ. Chó Phú Quốc hiện nay được coi là niềm tự hào của Việt Nam trong cộng đồng chó cảnh thế giới. Giống chó đắt đỏ này đã có mặt ở đảo Phú Quốc từ hàng trăm năm trước. Chó Phú Quốc hiện nay được coi là một trong ba giống chó xoáy quý hiếm trên thế giới, cùng hạng với chó xoáy Thái Lan và xoáy Nam Phi. Chính vì vậy, chó Phú Quốc cũng vinh dự lọt vào top các giống chó đắt nhất trên thế giới. Nhưng ở nước ta, bạn chỉ tốn từ 4 đến 5 triệu đồng là có thể sở hữu một chú chó Phú Quốc thuần chủng với ngoại hình xoáy dọc sống lưng rất đẹp. Tuy nhiên, khi đem giao bán trên thế giới, bạn sẽ phải mất ít nhất 300 triệu đồng để có thể sở hữu chú chó đắt đỏ này. Hiện nay mới chỉ có khoảng 800 chú chó Phú Quốc được đăng ký trên thế giới. Vì vậy, nếu bạn ở nước ngoài thì việc bỏ ra từ 12.000 đến 15.000 đô la Mỹ để mua một chú chó Phú Quốc là điều dễ hiểu. Đứng ở vị trí thứ 3 là chó Samoyed của Nga với 14.000 đô la Mỹ. Samoyed là giống chó tuyết có nguồn gốc từ vùng đông bắc của Siberia, nước Nga. Cùng với chó Alaska và Husky thì đây là ba giống chó kéo xe nổi tiếng thế giới. Mặc dù ở Việt Nam chó Alaska và Husky khá phổ biến, nhưng chó Samoyed lại là giống chó đắt đỏ. Hai giống chó kể trên, để sở hữu một chú chó này, bạn sẽ phải mất từ 14.000 đô la Mỹ, tương đương với khoảng 150 đến 200 triệu đồng Việt Nam. Khi nhập về Việt Nam, giá có thể cao hơn nhiều lần do chi phí vận chuyển và việc nuôi chó này khá là mất công vì đây là giống chó xứ lạnh. Tuy nhiên, ở nước ta có nhiều trại chó đã nhân giống thành công giống chó này với mức giá bán ra chỉ khoảng 10 đến 30 triệu đồng một con. Đứng ở vị trí thứ tư là chó Lochen với giá trị là 12.000 đô la Mỹ. Lochen là giống chó nhỏ, tên của chúng trong tiếng Đức có nghĩa là chó sư tử. Đây là một trong những loài chó hiếm và đắt nhất thế giới. Chúng thường có lông dài và rất mượt mà, phần thân sau tuyệt không mọc lông. Chó Lochen rất thân thiện và thông minh. Loài nhỏ bé Lochen cũng là một giống chó hiếm và gần như biến mất vào thế kỷ 19 sau khi xuất hiện từ thời kỳ phục hưng. Lochen không chỉ là một người bạn đồng hành tuyệt vời mà còn có khả năng canh gác vô cùng tốt. Chúng sẽ sủa rất nhiều để báo động những điều nguy hiểm. Để có thể sở hữu một chú chó Lochen, bạn cần bỏ ra một con số không nhỏ, khoảng 12.000 đô la Mỹ. Đứng ở vị trí thứ 5 là chó Châu Châu với giá trị 11.000 đô la Mỹ. Trong lịch sử, loài chó Châu Châu là một giống chó có nguồn gốc ở phía Bắc Trung Quốc. Chúng đã được sử dụng trong các việc như là săn bắn, kéo xe và canh gác. Chúng còn được dùng để săn sói, chồn, gà lôi. Từ bao đời nay, giống chó Tây Tạng này luôn được coi là chó làm việc. Châu Châu có những màu là màu nâu đỏ, đen, lam đen, màu kem, cũng có thể bắt gặp màu xám. Màu trắng thì được coi là khá hiếm. Châu Châu thường rất biết điều và ngoan ngoãn, tuy vậy có thể trở nên bướng bỉnh, khó bảo. Đây là loài chó chỉ biết công nhận duy nhất chủ nhân của mình ở Nam Trung Quốc, nơi chúng sinh sống. Người ta cho rằng chó Phúc là kết quả lai giống giữa chó săn phương Bắc với chó Châu Châu và bị lãng quên trong thời gian dài. Đứng ở vị trí thứ 6 là chó Rottweiler với giá trị khoảng 9.000 đô la Mỹ. Chó Rottweiler là giống chó săn nổi tiếng của Đức. Giống chó này vẫn thường được lực lượng cảnh sát và quân đội của các quốc gia châu Âu huấn luyện để dùng làm chó nghiệp vụ. Chúng còn là những con chó chiến đấu tốt và có khả năng chịu đựng được các vết thương. Rottweiler còn là loài chó khỏe mạnh. Dù trông vẻ ngoài to xác và dữ dằn, nhưng chúng biết nghe lời và là những chú chó bảo vệ tốt. Đây là giống chó trung thành, thông minh, tinh khôn, chính vì vậy nó rất được ưa chuộng.
Giống chó này được huấn luyện, bảo vệ chủ nhân hoặc chơi cùng trẻ em thì mức giá khá cao và không phải ai cũng có thể sở hữu. Trung bình một chú chó này sẽ có giá từ 9.000 đô la Mỹ, với những con có phải hệ khủng, ngoại hình đẹp thì giá còn mắc hơn nhiều. Đứng ở vị trí thứ 7 là chó Eskimo Canada với giá trị gần 8.750 đô la Mỹ. Chó Eskimo Canada là một trong những giống chó lao động lâu đời nhất và hiếm nhất từ Bắc Cực và được người Thor mang từ Siberia đến Bắc Mỹ hơn 1.000 năm trước. Số lượng của chúng bắt đầu giảm dần vào cuối những năm 1960 do sự phổ biến ngày càng tăng của xe trượt tuyết và sự lây lan của các bệnh truyền nhiễm ở chó. Loài này hiện nay đang bị đe dọa tuyệt chủng với ước tính năm 2008 chỉ có 300 con chó thuần chủng. Bạn có thể hiểu tại sao chúng lại có mức giá lớn như vậy rồi đấy. Đứng ở vị trí thứ 8 là chó Dogo Argentina với giá trị vào khoảng 8.000 đô la Mỹ. Chó Dogo hay là chó ngao Argentina là một giống chó săn cỡ lớn và cơ bắp, được lai tạo từ rất nhiều giống chó khác nhau dùng để săn bắn như rết heo rừng, báo, sư tử, cũng như bảo vệ chủ, gia đình và tài sản. Do nhu cầu lai tạo thành một giống chó có khả năng tấn công lại các loài dã thú tấn công vào các trang trại, Dogo là một thợ săn tự nhiên. Nó có bản năng bẩm sinh để săn lùng và rết heo rừng và chống chọi sư tử núi. Chúng là giống chó có màu trắng cực kỳ cơ bắp. Chúng phục vụ cho các cuộc săn bắn lớn. Chó Dogo cao từ 61 đến 69 cm, trong đó chó đực cao từ 62 đến 69 cm, chó cái thì cao từ 60 đến 65 cm. Chúng nặng từ 36 đến 45 cân. Giống chó này rất trung thành, gắn bó với chủ, phải thường xuyên chơi đùa, luyện tập để nó luôn vui vẻ, hăng hái. So với những giống chó lâu đời khác thì Dogo vẫn thuộc giống chó mới. Dogo được xếp vào loại chó khó huấn luyện, vì vậy chó Dogo không thích hợp cho tất cả mọi người. Đứng ở vị trí thứ 9 là chó săn Pharaoh Hound, với giá trị dao động khoảng 7.500 đô la Mỹ. Chó săn Pharaoh là giống chó có nguồn gốc xuất xứ từ Ai Cập cổ đại, có từ cách đây hơn 3.000 năm trước công nguyên. Đây được coi là một linh vật nổi tiếng của người Ai Cập, giống chó quý tộc chỉ được nuôi bởi các vị vua ngày xưa. Chó Pharaoh thuần chủng, có ngoại hình thon gọn, đôi chân dài, đôi mắt tinh anh, vô cùng thông minh và tinh anh. Chính vì vậy mà giống chó này cũng vinh dự lọt vào top giống chó đắt nhất thế giới trong nhiều năm liền. Và để sở hữu một chú chó Pharaoh, bạn sẽ phải bỏ ra khoảng 3.000 đô la Mỹ. Với những con có ngoại hình đẹp và phải hệ tốt thì mức giá còn cao hơn. Đứng ở vị trí thứ 10 là chó săn Afghan Hound, với giá trị dao động khoảng 7.000 đô la Mỹ. Chó săn Afghan là một giống chó có nguồn gốc từ vùng Trung Á. Đây là giống chó săn được xếp vào nhóm chó săn đuổi hay chó săn rượt, là những con chó săn dựa vào tốc độ để truy đuổi con mồi. Chó săn Afghan có ngoại hình tạo một ấn tượng mạnh về sức mạnh, sự dẻo dai và vẻ cao lớn kết hợp với tốc độ nhanh. Chúng có mức độ cắn mạnh vừa phải, chứ không phải là những giống chó có cú cắn chết như chó chiến đấu. Chúng cao từ 64 đến 69 cm và thường nặng khoảng 23 đến 27 kg. Lông của chúng dài và rất phủ xuống hết lồng ngực, chân trước, chân sau và sườn, hông. Bộ lông của chúng có thể có bất kỳ màu nào như màu nâu vàng, vàng hoặc kem với mặt nạ màu đen. Tính độc đáo và cá tính của nó có thể đủ để biện minh cho mức giá 7.000 đô la của nó. Đứng ở vị trí thứ 11 là chó Bull Pháp với giá trị khoảng 6.000 đô la Mỹ. Bull Pháp là kết quả của sự lai tạo giữa chó Bulldog Anh nhập khẩu từ Anh và chó lục lạc Paris. Các nhà nuôi chó người Pháp nhập khẩu một số chó giống này từ Anh và lai chúng với giống chó sục Pháp. Những người yêu thích chó ở Pháp yêu thích với loài chó mới này và đặt cho chúng cái tên là chó Bull Pháp. Đây là một loại chó bun có kích thước nhỏ nhưng trông cường tráng và cứng cáp, thân mình rất chắc chắn và gọn gàng, núc ních. Chúng là những con vật dễ thương nhưng đắt tiền, nhận được mức giá cao ngất ngưởng từ sự độc quyền. Chính vì đặc điểm này nên hầu hết các cá thể bun pháp cái khi sinh đẻ phải can thiệp bằng phẫu thuật. Chúng rất khó sinh sản do hông hẹp và chỉ để 2 đến 3 con mỗi lứa. Vì vậy, đó là lý do tại sao những người đẹp nhỏ bé này là một trong những con chó đắt tiền nhất trên thế giới, có giá lên tới khoảng 6.000 đô la Mỹ. Đứng ở vị trí thứ 12 là chó Berger Đức với giá trị khoảng 5.000 đô la Mỹ. Chó Berger Đức nổi tiếng ở nước ta từ những năm 2000. Sau hơn 20 năm thì giống chó này khá phổ biến ở nước ta, có mức giá chỉ khoảng 6 đến 9 triệu một chú. Giống chó này có đặc điểm nổi tiếng bởi ngoại hình to lớn, rất trung thành, bộ lông mượt đẹp và có khả năng huấn luyện để làm nhiều việc, nhất là canh gác và chiến đấu. Trên thế giới, có thể sở hữu một chú chó này bạn sẽ phải bỏ ra khoảng 5.000 đô la Mỹ. Đứng ở vị trí thứ 13 là chó Bulldog của Anh với giá trị khoảng 5.000 đô la Mỹ. Giống chó Bulldog của Anh là kết quả của quá trình lai tạo nhân giống giữa chó Park
và chó ngao Anh Mastiff. Những chú chó Bulldog Anh ban đầu có thân hình to lớn, sức mạnh vô cùng đáng nể, tính tình rất hung dữ. Chó Bulldog thường được đưa vào tham gia môn thể thao bạo lực có tên gọi Bull Baiting. Tuy nhiên, vì sự dã man của những trận đấu này mà môn thể thao trên đã bị cấm vĩnh viễn từ năm 1835. Ngày nay, chó Bulldog Anh đã được thuần chủng để loại bỏ bớt đi tính hung hăng của chúng. Tuy nhiên, đây vẫn là một giống chó dữ và đắt đỏ trên thế giới. Và hiện nay thì chó Bulldog Anh có ngoại hình bình thường, nhập khẩu từ châu Âu hoặc châu Mỹ, giá chỉ dao động từ 5.000 đô la Mỹ, tương đương với 100 triệu đồng. Đứng ở vị trí thứ 14 là chó lội nước Can Daiwa đến từ Bồ Đào Nha, với giá trị rơi vào khoảng 5.000 đô la Mỹ. Chó lội nước Can Daiwa là giống chó lao động, được phân loại bởi câu lạc bộ chó giống Mỹ, được gọi là chó nước Bồ Đào Nha, có nguồn gốc ở Algarve, Bồ Đào Nha và nổi tiếng bởi con chó của Tổng thống Mỹ Barack Obama. Loài chó lông tơ này được nhận dạng bởi bộ lông xoăn và gợn sóng của chúng và khả năng không dụng. Chó săn lội nước Bồ Đào Nha là một giống chó khá hiếm. Chỉ có 36 con chó giống này tham gia cuộc thi Crafts của Anh vào năm 2013. Mặc dù một số nhà lai tạo cho rằng chúng là giống chó không gây dị ứng, nhưng không có bằng chứng khoa học nào để ủng hộ cho tuyên bố rằng các giống chó không gây dị ứng tồn tại. Một con chó nước Bồ Đào Nha được nặng từ 19-27kg và cao từ 50-57cm, trong khi một con chó cái cao khoảng từ 43-52cm và nặng từ 16-23kg, và chúng thường sống từ 10-14 năm. Và đứng ở vị trí thứ 15 là chó Nhật Akita với giá trị dao động khoảng 4.500 đô la Mỹ. Nếu bạn đã từng xem phim kể về chú chó Hachiko trung thành, chờ chủ ở ga tàu, thì đây chính là giống chó Nhật Akita vô cùng nổi tiếng. Thông minh, vẻ ngoài xinh xắn và rất trung thành là một trong những phẩm chất nổi bật của dòng chó này. Sau khi bộ phim về chú chó Hachiko được phát sóng thì giống chó này được săn lùng trên toàn thế giới và giá trị của chó Akita tăng rõ rệt. Một phần nữa tăng là do phía Nhật Bản hạn chế xuất khẩu giống chó này ra nước ngoài. Chính vì vậy, để sở hữu được chú chó đắt đỏ này, bạn sẽ phải bỏ ra khoảng 4.500 đô la Mỹ. Và trên đây là top 15 giống chó đắt nhất trên thế giới. Các bạn cảm thấy thế nào sau khi xem xong video này? Nếu các bạn có ý kiến gì thì hãy tự tin comment bên dưới cho chúng mình biết nhé. Và nếu các bạn cảm thấy hữu ích thì đừng quên lan tỏa video này để cho nhiều bạn bè, gia đình và người thân của các bạn cũng biết. Và cũng đừng quên nhấn vào nút đăng ký, bật chuông thông báo để xem các video thú vị khác nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.